Hi, xin chào cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại Mây Lang Thang Sài Gòn. Thì lại là mình đây, hôm nay lại là một video chia sẻ về doanh thu trong cái chuỗi series là một tháng chạy Grab thu nhập được bao nhiêu của mình. Thì hôm nay là ngày thứ 17 hả các bạn? Ngày thứ 17 mình chia sẻ doanh thu ha. Thì sáng nay mình đi chạy thì mình có gặp hai cú xe giao hàng công ty. Bị một cú thì mình để trôi và một cú thì mình bị hủy. Sẵn đó thì mình cũng chia sẻ với các bạn cái giao hàng công ty đến cô chú anh chị các bạn ha, khán giả trên kênh Mây Lang Thang Sài Gòn, cách chạy giao hàng công ty. Tại vì mình thấy trong group mình có nhiều bạn nói là giao hàng công ty khó chạy, rồi chạy dễ bị sai định vị, rồi khách hàng không liên lạc được, rồi này kia rất là nhiều vấn đề ha. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn. Thì giao hàng công ty thì là những cái công ty bán hàng liên kết với Grab để Grab là cái bên vận chuyển cho bên đó, cho những cái công ty đó, ví dụ như con cưng nè, Vivomart, nhà thuốc Long Châu, Shopee, Lazada, các sàn thương mại điện tử các bạn, rồi Top Market, nói chung là rất là nhiều Grab liên kết với rất là nhiều công ty các bạn để giao hàng cho bên đó. Thì giao hàng công ty thì anh em thường hay gặp là giao bị sai định vị hoặc là gọi khách không có ở nhà, nên là cũng nhiều anh em cũng không muốn chạy cái dịch vụ đó các bạn. Sáng nay mình chạy 9 giờ hơn, mình đang ở bên đường Phan Huy Ích Gò Vấp các bạn. Mình đang loay hoay tính điều hướng để về nhà, về Thủ Đức để chạy. 10 giờ là mình có ca giờ vàng rồi các bạn. Thì chưa kịp bật điều hướng thì nổ một cái đơn hàng giao hàng công ty con cưng 15.000 thu nhập đồng, mà nó nổ ngược cái hướng về nhà nên mình bỏ trôi luôn các bạn. Sau đó thì mình bật điều hướng thì lại nổ lại một tiếp tục cái đơn giao hàng công ty 30.000+ á, là đúng cái hướng mình điều hướng về luôn, cũng lấy ở cái cửa hàng con cưng ở Phan Huy Ích luôn. Thì mình chạy tới, mình cách cửa hàng xa các bạn 1,9 km, mình chạy tới cửa hàng thì mình báo mã đơn, thì cửa hàng lại báo là cái đơn này là không có đủ hàng, cuối cùng là hủy mất cái đơn của mình. Buồn luôn ha các bạn, tại vì đó là cái đơn điều hướng nữa, đâm ra là mình phải chạy xe không về Thủ Đức để mình chạy giờ vàng luôn. Đơn giao hàng công ty, đơn đó thì mình cũng đã gọi xác nhận khách hàng đồ, địa chỉ đồ này kia hết rồi, cuối cùng chạy tới cửa hàng thì lại không có hàng ha. Thì đó là cái vấn đề mà anh em hay gặp khi chạy giao hàng công ty á, nhất là con cưng các bạn. Khi mà mình tới cửa hàng thì cửa hàng lại báo là không có hàng, thì cửa hàng lại hủy đơn cho mình. Như vậy thì mình sẽ bị mất đơn hàng, và lập tức này thì anh em cứ gửi báo cáo đến tổng đài Grab để Grab ghi nhận ha. Thì đó là một cái vấn đề về giao hàng công ty. Vấn đề thứ hai của giao hàng công ty nữa là anh em gọi điện khách thì khách không có ở nhà. Thì trước khi anh em mà tới lấy hàng ở chỗ người gửi các bạn, thường là công ty hoặc là những cái shop bán hàng online, thì anh em nên gọi xác nhận với người nhận trước. Thì mình gọi gì các bạn, mình gọi xác nhận người nhận mình thì mình sẽ có ba cái điều mình cần phải xác minh lại với người nhận. Thứ nhất là đúng là có đặt cái đơn hàng đó không, anh chị có đặt cái đơn hàng Shopee 500.000 đó không. Cái hai là địa chỉ, có phải là nhà ở 39 đường Trương Dương hay không. Thứ ba là anh chị có nhà không để mình giao hàng tới trong vòng 30 phút nữa. Thì đó là những cái các bạn cần phải xác minh với lại khách hàng trước. Nếu mà khách hàng ok hết, thỏa điều kiện hết thì mình cứ lấy hàng mình đi giao bình thường các bạn. Tại vì đơn giao hàng công ty thì cái tiền ship nó cũng tương tự như là đơn siêu tốc vậy các bạn, tiền ship cũng ngon mà. Nên là xác minh được thì mình hãy đi ha. Nhiều anh em mình thấy chạy mà không có gọi xác minh với khách nên đâm ra là dễ bị sai cái định vị đó các bạn. Tại vì á, anh em lưu ý một điều là đơn giao hàng công ty á, là không phải người khách đặt trực tiếp với Grab mà là khách đặt qua công ty. Ví dụ khách đặt qua sàn thương mại điện tử Shopee, cái địa chỉ của khách đó, thông tin của khách là sàn thương mại điện tử Shopee họ nắm chứ không phải là Grab nắm. Sau đó thì Shopee mới tổng hợp các cái đơn lại và sẽ thải xuống cho tài xế Grab chạy. Tương tự con cưng cũng vậy, khách hàng sẽ đặt qua app của con cưng, xong rồi từ đó từ admin của con cưng sẽ mới thải cái đơn qua bên cho bên Grab mình, rồi bắt đầu Grab mới phát đơn cho tài xế mới chạy ha. Thì đó, đôi khi là bởi vậy
cái lỗi sai định vị là như vậy các bạn, tại vì họ không có cái trách nhiệm cao trong cái vấn đề đó. Nhiều khi á, khách đặt cái địa chỉ phường không ghi phường luôn, nhưng mà họ vẫn cứ thải đơn xuống cho Grab chạy, cuối cùng là anh em Grab lãnh đủ ha. Nên là trước khi mình đi thì anh em nên xác minh rõ ràng cái địa chỉ với khách. Thường á, là có nhiều đơn là sẽ sai phường các bạn, nó đúng quận rồi nhưng mà nó đúng số nhà đúng quận nhưng mà nó sai phường là đi cũng xa một đoạn luôn á. Với những cái trường hợp mà sai định vị như vậy, nếu mà mình đã xác định ngay từ đầu luôn với khách là nó sai định vị rồi á, thì mình có thể chủ động hủy đơn, hoặc là mình vẫn chạy đơn đó nhưng mà mình sẽ báo cáo với Grab về cái lộ trình đường đi nó như vậy để được bồi hoàn các bạn. Thì nếu các bạn gửi báo cáo thì vẫn được bồi hoàn ha. Thêm một cái trường hợp mà giao hàng công ty mình chia sẻ với các bạn nữa là sẽ có những cái đơn ghép 2-3 điểm luôn, ví dụ giao hàng công ty 2 giờ hay là giao hàng công ty nhiều điểm, là họ sẽ ghép giống như đơn Shopee đi, ví dụ Shopee đây là ghép 3 đơn luôn, lấy 3 điểm giao 3 điểm. Nhưng mà các bạn đến điểm đầu tiên là khách có vấn đề và khách không hủy cái đơn hàng đó, trong khi cái điểm đầu tiên á, cái điểm lấy hàng đầu tiên á, cách cái điểm lấy hàng thứ hai 10 km luôn. Giờ sao giờ mình hủy cái đơn đầu tiên, chẳng lẽ mình hủy luôn hai cái đơn thứ hai, đơn thứ ba luôn? Hoặc là nếu mà mình cấm đầu mình chạy thì mình lại lỗ hết 10 km rồi, từ điểm đầu tiên tới điểm thứ hai 10 km là Grab đã tính tiền trong đơn rồi, nhưng mà bây giờ mình hủy đơn đầu tiên là coi như là Grab không tính tiền trong đó. Thì anh em vẫn cứ chạy bình thường và anh em gửi báo cáo và tính lại lộ trình cho đơn giao hàng công ty, thì Grab sẽ bồi hoàn cái 10 km đó cho anh em ha, trong ví của anh em đầy đủ đó. Nên giao hàng công ty thì anh em chịu khó làm đúng quy trình thì chạy vẫn được ha, ok ha. Mình cũng đã gặp hết mấy cái trường hợp đó rồi các bạn, giao hàng công ty, và đặc biệt á, giao hàng công ty vào những cái ngày siêu sale của Shopee, hay là những vào ngày sinh nhật của Lazada, hay là những ngày xả kho của Top Market, Bixi đồ này kia, thì rất là nhiều đơn các bạn. Nhiều khi xả đi giao bia giao này kia, mình đi mình giao xong, có nhiều cái đại lý á, họ gom sỉ luôn các bạn, họ mỗi lần họ lấy đơn là cả trăm đơn, mấy trăm đơn luôn. Sữa tả cũng vậy, con cưng cũng vậy, là họ gom hết sữa tả luôn. Nên là anh em lấy đơn, anh em đi giao xong, anh em quay ngược lại vẫn nổ đơn cho anh em lấy đi giao nữa. Nói chung là cũng rất là sướng, đơn nổ liên tục và cái cước cũng ok, cước cũng ngon á, chứ không rẻ, không ít đâu, vẫn cao hơn Grab Buy và Grab Buy tiết kiệm á các bạn. Nên mình chạy giao hàng công ty á, mình cố gắng mình linh động một chút, chủ động gọi khách cũng như là xác minh địa chỉ, số nhà, số phường rồi cho nó chính xác rồi hãy đi giao ha. Còn nếu mà các bạn cảm thấy nghi ngờ nữa thì mình sẽ check. Như hồi sáng này nè, cái đơn á, là cái đơn của mình điều hướng về á, là nó để là cái tòa nhà luxury ở Nguyễn Kiệm các bạn, nó không có để số nhà bao nhiêu hết à. Bắt buộc mình phải gọi hỏi khách thì khách mới đưa cho mình cái số nhà là 900 mấy xẹt bao nhiêu đó ở trong đường Nguyễn Kiệm á. Xong rồi mình mới lên Google Maps mình search. Mình search thì nó mới ra, mình sẽ so sánh cái định vị của Grab và cái định vị trên Google Maps, thì mình so sánh thì đúng là hai định vị nó giống nhau, là ok đơn này là chạy được ha. Nhưng mà rất tiếc là cửa hàng nó không có hàng, cửa hàng nó hủy đơn của mình. Và hủy đơn điều hướng là một cái gì đó rất là đau lòng các bạn. Đành phải xách xe không giờ thôi, chứ mình chờ nữa, chờ cũng không có nổ đơn tiếp theo các bạn. Đơn điều hướng mà hủy thì rất là buồn. Đó là giao hàng công ty. Rồi giao hàng công ty còn gì để mình chia sẻ với các bạn nữa không ta? Giao hàng công ty thì nó cũng có liên quan tới ứng tiền nữa nha các bạn. Giao hàng công ty thì đa phần là sẽ là ứng tiền ha. Anh em mà chạy giao hàng công ty ứng tiền á thì giao hàng, muốn mà có đơn giao hàng công ty nhiều á thì anh em phải để cái tiền vốn của anh em cao lên, tiền vốn hoạt động đó các bạn. Ví dụ như mình để 1 triệu hoặc 2 triệu thì nó sẽ rất là dễ nổ giao hàng công ty. Mình thấy đa số đơn giao hàng công ty là đều là ứng tiền hết các bạn. Cũng có những đơn giao hàng công ty không có ứng tiền nhưng mà số lượng đơn giao hàng công ty ứng tiền nó sẽ nhiều hơn ha. Có thể là cũng có một vài đơn giao hàng công ty là sẽ ứng tiền, là sẽ trừ tiền ở trên app của mình luôn, trên ví của mình luôn các bạn, ví tín dụng á. Ví tín dụng anh em nhiều á thì
thì nó nổ đơn giao hàng công ty trừ trừ thẳng trên ví luôn, hoặc là ứng tiền mặt, nói chung là rất là nhiều hình thức. Nhưng mà tóm lại thì mình nói là giao hàng công ty chạy được ha, chỉ cần anh em chịu khó xác minh đơn hàng, xác minh ngày giờ giao hàng, xác minh địa chỉ của khách hàng thật là chính xác thì mình đi giao ha. Nhiều khi khách cũng nhiều người này người kia đó các bạn ơi, nhiều khi mình gọi khách khách nói ủa em chị đặt cái đơn này 23:59 mới lấy hàng mà sao giờ em giao là thua luôn các bạn, có buộc phải hủy thôi. Và bây giờ đó, hủy đơn giao hàng công ty là Grab, tổng đài Grab sẽ không hủy đơn cho các bạn nữa, mà bắt buộc các bạn phải tự hủy và chịu tỷ lệ ha, 100% là dính tỷ lệ luôn. Và dính tỷ lệ thì mình cứ gửi báo cáo đến Grab, khi mà cái tỷ lệ đó ảnh hưởng đến cái chương trình thưởng ngày thưởng tuần của mình đó, thì Grab sẽ xóa cho mình ha các bạn. Nên em cũng không phải lo lắng. Đôi khi mình đi tới những cái vùng ven Sài Gòn các bạn, hoặc là đi tỉnh á, thì những cái đơn giao hàng công ty nó cũng lợi hại lắm nha, nó đi xa lắm các bạn, 60-70 ngàn thu nhập ròng, 80-90 ngàn thu nhập ròng cũng có luôn. Tại vì ở tỉnh á thì cái số lượng cái cửa, mình ví dụ con cưng đi, số lượng cửa hàng con cưng nó sẽ ít, và trong một cái tỉnh đó, trong một cái huyện đó có giống như có 3 cửa hàng con cưng đi, nhưng mà chỉ có một cái cửa hàng con cưng là có cái mặt hàng mà khách đặt thôi, thì bắt buộc là hệ thống nó sẽ đẩy cho mình lấy cửa hàng con cưng ở đó mà giao tút xa là mình sẽ được có 80-90 ngàn tiền ròng luôn ha, rất là ngon. Nên là anh em đừng có chơi giao hàng công ty chạy được ha. Ok, nhưng mà hôm nay mình bị dính hai cái đơn giao hàng công ty, dính bẫy. Nếu như mà mình chạy cái đơn đầu 15 ngàn thu nhập ròng thì chắc chạy được có hàng, nhưng mà nó đi ngược hướng về mình cũng như không ha. Thôi thì xui thì chịu ha các bạn, lâu lâu xui nhưng mà đa phần là sẽ chạy được ha. Rồi mình quên chia sẻ thu nhập. Mưa luôn các bạn ơi, bây giờ gần 5 giờ chiều mà mưa luôn rồi. Chiều nay chạy cả giờ vàng là dầm mưa chạy luôn các bạn. Thu nhập ngày hôm qua của mình các bạn, anh em mà có cái câu hỏi hay là muốn mình chia sẻ về chủ đề gì về Grab thì anh em cứ bình luận ha, mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi cũng như là các cái thắc mắc của anh em bằng video ha. Đây, hôm nay là ngày 2, mưa tới luôn các bạn. Hôm nay là ngày 21/6 các bạn, 16:50 thứ sáu ha. Mình sẽ chia sẻ thu nhập của ngày hôm qua là ngày 20/6 nha. Đây, mình mở app Grab Driver lên. Bữa nay chạy được ngon các bạn, nay chạy sáng chạy được 441 ngàn rồi. Đây là thu nhập ngày hôm qua các bạn, 353 ngàn thôi. 353, 26 cuốc xe. 26 cuốc xe này của hôm nay, hôm qua mình chạy được 21 cuốc xe ha, 353 ngàn. Thì hôm qua mình chỉ chạy có 6 tiếng rồi các bạn, 6 tiếng giờ vàng thôi, 4 tiếng buổi trưa và 2 tiếng buổi chiều thôi. Mình được 350 mấy ngàn, thì trung bình là gần 60 ngàn một tiếng á, cũng được các bạn. Chạy phút mà như vậy thì quá ngon rồi, chạy chiêu. Hôm nay mưa là phải dầm mưa chạy nè các bạn, căng ạ. Rồi, đến đây thì video clip của Mai Lang Thang xin phép được kết thúc á. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào video clip tiếp theo. Nếu thích Mai Lang Thang Sài Gòn thì đây là cho mình một lượt like cũng như một đăng ký kênh để mình có cơ hội được phát triển các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.